Xin chào các bạn. Hiện nay tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Đại Nại. Nhà thờ giáo xứ Đại Nại thuộc giáo hạt Lam Định, Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo xứ Đại Nại hay còn gọi là Kẻ Đại, địa chỉ đội 3A, thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Linh mục là chánh xứ Nguyễn Văn Xuân. Từ tháng 10 năm 2017 tới nay, nhà thờ cũ là từ năm 1920 và được trùng tu lại năm 2003. Bổn mạng là Trái Tim Chúa Giêsu ngày 19 tháng 6. Số giáo dân là 2.318 nhân danh. Giáo xứ Đại Nại bao gồm 12 giáo họ và thuộc 3 xã khác nhau. Ngôi nhà thờ này được trùng tu vào năm 2003. Ở đây chính là cái mặt tiền của ngôi thánh đường các bạn. Nhà thờ này gồm có một tháp chuông. Ở đây chính là cái tháp chuông của ngôi thánh đường các bạn. Cái tháp chuông này cũng không cao lắm. Chiều cao của nó bằng với chiều cao của ngôi thánh đường. Ở đây chính là phía trước của không gian phía trước của ngôi thánh đường. Nhà thờ nằm ngay cạnh con sông Đáy, tức là sông Đào ở Nam Định các bạn. Đây là chính là cái khuôn viên bên tay phải của nhà thờ. Chúng ta thấy có 3 cái lăng mộ của những vị cha cố, một ngôi cẩm mới, 2 ngôi đã cũ rồi. Và đây chính là cái kiến trúc của ngôi thánh đường. Bên phía tay phải chúng ta thấy có tượng đài Đức Mẹ Maria. Nhà thờ nằm đúng vào cái của một cái vùng quê, một cái vùng quê thuần nông nghiệp của cái huyện Vũ Bảng, tỉnh Nam Định. Nên chúng ta thấy rằng ở đây rất là yên bình. Khuôn viên nhà thờ trồng khá nhiều cây xanh, những cây xanh và những cây thông các bạn. Và đây chính là cái gian cung thánh của ngôi thánh đường, cũng khá là đẹp. Và đây chính là cái nhà giáo lý, nhà giáo lý của giáo xứ Đại Nại, cũng được xây năm 2003 và bây giờ nó cũng đã cũ rồi. Chúng ta sẽ cùng ngắm cái kiến trúc của ngôi thánh đường này nha. Thánh đường này cũng rất là quen thuộc, rất giống với những tất cả những cái ngôi thánh đường ở Nam Định. Còn có 4 mái, 2 mái trên, 2 mái dưới. Kiến trúc rất là quen thuộc. Tôi cũng đang cố tìm cái góc quay nào để lấy được toàn cảnh cái ngôi thánh đường này. Cái khuôn viên nó khá là chật, không thể nào lấy được hết toàn cảnh cái ngôi thánh đường. Những cây xi ở đây rất là tốt. Khuôn viên của nhà thờ nó trồng khá là nhiều cây cao.
Ở đây chính là cái khuôn viên bên tay trái của ngôi thánh đường. Cây xanh rất là tốt mọi người. Ở trong khuôn viên chúng ta thấy có tượng của thánh Xô Xe. Đây chính là cái khuôn viên phía sau của ngôi nhà thờ này các bạn. Bên phía tay trái của nhà thờ, khuôn viên rất là rộng. Một khung cảnh rất là yên bình. Và đây chính là phía sau của ngôi thánh đường. Đây chính là phía trước khung cảnh của làng quê Vũ Bản này các bạn. Bên phía hông của nhà thờ tôi thấy họ trồng khá là nhiều nhãn. Rất là nhiều cây xanh. Những cây xanh ở đây họ không có cắt tỉa gì, rất là tốt. Thank you.
Chúa, theo theo